Hello, chào anh em, mình là admin của Hoàng Long Vinh đây. Là tình hình là bản 390 của mình đã update là được 2 ngày rồi. Hôm qua với bữa nay là được 2 ngày rồi. Và cũng đã có một người chơi là bạn Bạch Đi Vân đây. Đây, bạn này cũng khá là quen thuộc với anh em. Là bạn là người lên ba cấp 390 đầu tiên của server Hoàng Long Vinh của mình. Hôm nay mình sẽ review một chiến báo map 3. Chiến báo map 3 cấp 390 cho anh em xem. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu review từ bên bên phải và bên trái nha các bạn. Đủ 20 NPC. Rồi, bắt đầu con đầu tiên. Đây, mình sẽ thử mấy chiêu. Lưu Bị, Diễn Ung, đem ấn liên hoàn đây đó. Chương Giác Thiên Băng Choáng và con Quý Tử Gia Hử. Bạn xài Quý Tử Gia Hử là gì? Cái độc kế này nè, đó là địch là càng nhiều hiệu quả bất lợi thì càng chịu nhiều nhầm à, mình xin lỗi, là càng càng có nhiều hiệu quả bất lợi thì càng giảm đam. Chọt rất là thốn luôn các bạn. Chủ yếu là chuyên giác trắng thôi. Rồi, tới con thứ hai. Ngô Trinh Thám 2. Pháp chính tím. Lưu Bị, Lưu Bị Nguyễn Ung. Nguyễn Ung mà điển tàng á anh em. Ấn liên hoàn, Chương Giác, Thiên Băng. Vừa xài pháp chính mà vừa xài Chương Giác luôn. Đó, con tiếp theo con Lục Tốn. Đổi hình nhìn như BD vậy. Đột tập quân định tất phía trước. Kỹ năng chúa công là khi khai chiến tăng 50% tấn công. Ui, mấy chiêu Lưu Bị vẫn trận cũ. Chủ yếu là chuyên giác hay thiên băng choáng thôi. Nó quạt rồi cũng đi hết bên mình luôn rồi. NPC quạt thì nó cho mình cái huyết cúc hả? Huyết cúc là cộng máu là nó ăn trừ máu á. Còn tiếp theo con Tôn Quyền. Bạn này lưu thực cam trung hội cam tôi mới chiêu đó. Trung hội thì vũ khí đặc biệt hai là nó cho chúng ta cái hiệu ứng vô lực đó. Vô lực là tấn công là giảm 10% có thể cộng dồn. Đó là giảm đam của mấy con bên kia xuống. Rồi con Loạn Thế Kỳ Mưu cũng giảm đam bên kia xuống luôn. Lưu Thực Cam có hiệu quả Minh Triết. Minh Triết này thì nếu bản thân mà mình không có búp có lợi á
có bất lợi chứ, là ví dụ là không có búp bất lợi, là như búp này đi là không có cái nào bất lợi hết nè. Đó là bản tân chứ, tăng 50% tấn công, phòng thủ thì tăng 25%. Đó vậy thôi. Cuối trận này bạn dùng lương thực để giải trừ mấy hiệu quả thôi mà. Để trừ hết mấy hiệu quả có hại thôi mà. Búp đam này đó, con này búp đam cũng ngon các bạn, tướng mới 3.10. Con này đi, bốn đội trên này đi. Bạch Y Hỷ Quân 1. Rồi bạn cũng Bạch Y Vân luôn rồi đó. Bạch Y bạn May Pháp Chính Tím Lưu Bị Dương Gián Lưu Thực. Rồi con này Cứ Tử Gia Hữu, chơi hai chón luôn, căng thiệt. Choáng một cái là tới công chuyện liền. Xem lại vũ khí đặc biệt của con pháp chính này xem nó như thế nào. Lâu quá mình cũng quên. Đây. Từ lượt 2 trở đi, mỗi lượt giúp các đồng đội khác hồi 30 sĩ khí. À, là nó dùng để búp sĩ khí cũng được. Rồi rồi, nhớ rồi. Rồi tới con bạch Y2 đây. Cái này cây bột đạp rồi, tài le mà đây. Tư mã chiêu Vô Bị Trung Hội. Trung Hội cũng vô lực luôn. Đó, giảm đam bên kia lại. Chiêu Đức Giảng Ung cầm ấn liên hoàn quá. Không có ấn luôn hả? À, Trung Hội cầm ấn liên hoàn. Còn Giảng Ung cầm là ấn của con Hoàng Anh. Châu này là châu vật với mu nè. Mu trước vật sau nè. Còn châu này là châu mu công. Con bò cạp, bò cạp thì đánh chó ngâm hồi khóa lính đó. Còn trâu này là trâu chiến với vật, có chịu ghê nha. Trận này là bạn dùng trận này để giảm đam mấy con trâu lại, rồi bạn đánh ngay với nó từ từ. Xóa được hiệu quả có lợi bên kia. Trung Hội giảm mô phòng và thử cầm hãm trận thổi. Đó vậy thôi. Rồi tới con bạch y thứ ba. Đó, con này quạt là có khả năng khiến nguyên tay mình bị vô ngôn nè. Xong vừa lương thực giải trừ hết. Pháp chính choáng, chuyên giác choáng, hai con choáng luôn. Ba con này là nó búp sĩ khí, nó thành vòng tuần hoàn sĩ khí luôn. Búp đam cho Gia Hữu thổi.
Trận này choáng nhiều là qua. Bạn xài tận hai con chón luôn à. Trừ 50 đóng băng nè. Map này thì nó không có giảm cái liệt thiên của con pháp chính. Cái này gọi là cái tan vỡ. Tan vỡ thì lính càng ít thì càng dễ choáng. Đó, cái con mạch Y4 đi quen trận lúc nãy luôn. Đổi lại liên hợp về lớp thứ tư. Một cái là tan vỡ, còn một cái là hỗn loạn. Ba chữ S. Rồi tới những đội này đi. Thục tinh nhuệ 1. Tư mã chiêu. Trung hội chiêu đức dạng ung. Đại theo trận chiến vòng. Con này đánh thường có khả năng cho mình vỡ trận nè. Gia bằng trừ 1, chút máu bằng 0. Thục tinh nhẹ 2. Ha ha ha. Tư mã chiêu. Thú vị. Chặn y chang chặn lúc nãy luôn. Giảm thủ, giảm mưu phòng, giảm tấn công của cái đám mây này, rồi vô lực cũng giảm đam nữa. Nên nó gây đam ra cho mình rất là ít. Yêu đức diện ung. Con này bị vỡ trận rồi nè. Ở trí nó xóa hiệu quả có hại. Ở trí đây. Ở tại có hãm trận. Tới Ngô Tinh Nhuệ. Ngô Tinh Nhuệ 1. Pháp chính Lưu Bị, Trương Giác, Chi Đức Diễn Ung, Đoạn Thế Kỳ Ngu. Trận 5 trống. Nó trống mình trống nó. Nó ra là một thua.
vẻ nhàn nè. Chuyên giác cấp 9. Ngô Tinh Nhuệ 2. Cấp 9 luôn. Diễn ung xài mà tạo quốc sắc như thế này. Tới Ngô Tinh Nhuệ 3. Pháp 9 Lưu Bị. Chiêu Đức Giảng Ung và Quốc Sắc Thiên Hương tiếp. Chậm như cũ không thay đổi. Bên này nó cũng nằm trống tiếp. Kế đánh xong là nó có cái đó, cái dị kế đó, chết là nó phản lại đó. Nếu mà đánh nó chết nó phản lại mình chết luôn là mình hòa trận đó đó. Tới Ngô Tinh Nhuệ 4. Đây là đội phòng thủ rồi. Nguyên thời quốc sắc thiên hương tiếp. Này là anh em chủ yếu là cần phải thủ trâu với lại hên nữa, nên xài tổng hai con chón lại mà. Rồi xong vụ này rồi, giờ tới ba con bên đây. Thục thủ quân 1. Pháp chiến Lưu Bị Diễn Ung Chiêu Quét. Rồi Diễn Ung đổi lại ấn Liên Hoàng rồi đó, ấn Liên Hoàng thì mình cũng nói nhiều rồi, thì dính vô đây thì những con khác sẽ chịu thêm đam. Nếu mà up mát là như là 40%. Tới thục thủ quân 2. Bạn dùng trọng phòng thủ. Mình có con này hoặc là có vô ngôn trên đầu đây. À bạn dùng lưu thực để xóa mấy cái vô ngôn đó đi. Pháp chính và chương giác. Đoán 5 con luôn. Đoán bích cửa luôn. Quý tử giả hữu. Rồi.
Còn bốn con chủ chốt đây. Ngưu Phiên. Rồi hai con quạt này thì nó quạt mình là đủ một chút đây. Sắp chín Lưu Bị. Ung thì kế Liên Hoàng. Dương Giác Thiên Băng. Xong thì bạn leo qua thôi. Để xem map này à. Lữ Mông Quan Vũ. Đây là con này trước nè. Phó Sĩ Nhân nè. Đột tập quân địch tấn công trước. Năm con NPC mới đây. Vũ khí có hiệu quả phóng chấn luôn. Đón 5 con. Tiếp. Chậm quá chuối. Rồi hai con chó rồi chó mắm nó đánh kiểu gì được. Tới con kế tiếp là con Quan Vũ. Con cà ve và hai con này. Đi mà chiêu Lưu Bị, chiêu Đức Dĩnh Ung. Mình chỉ kế Liên Hoàng, Liên Băng. Trận này phải dùng tư mã chiêu để bạn áp sĩ khí của mấy con quạt này lại nha. Con quạt này nó quạt nó vẫn tăng sĩ khí cho team. Rồi và con cuối cùng đó là con Lữ Mông. Khi khai chiến toàn phải địch nhận vô ngôn. Mới vào là mình nhận vô ngôn đây. Mã chiêu Lưu Bị, Trung Hội, chiêu Đức Giảng Ung. Chiêu Đức Giảng Ung về quốc cách thiên hương. Còn Trung Hội chắc trời thì kế Liên Quan. Không, Trung Hội không xài Liên Quan luôn.
thống Lan Tuyền không sao rực rỡ thủ phạt nguyên. Mấy cái kêu này nó tên rất là hay lắm. Giảm đam đồng kế nữa là nó đánh mình nó không gây đam nổi luôn. Con này luôn. Xong. Đó, đây là xong phần map 3 của cấp 390. Thế lực Ngô Bạch Y Đậu Giang. Rồi, phần tiếp theo thì mình sẽ review về map 4 cấp 390. Tiếp theo mình sẽ review về map này. Rồi, video của mình đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua. Chào anh em ạ.